Xin chào các bạn. Hôm nay mình về tiếp một đôi lo Boss 301 Series 5 quay cho các bạn xem. Lo tình trạng hồng dách còn đẹp luôn. Đó, cái mã này là 301 Series 5, 3 đường tiếng, bass, trung chép. Hình thức góc cạnh còn rất là đẹp. Đây. Cặp này ở đằng sau tem trùng CD luôn nghe anh em. Chiếc led, chiếc ray. Đây mã số CD nè, 39001 0B. Rồi coi chiếc này 39001 0AB. Đó, chiếc BB, chiếc AB trùng số nha anh em. Tem còn đẹp ha. Hình thức là lo chúng ta ngoại hình khá ok. Đó, cái trung thì nằm đằng sau nghe anh em. Dòng này chúng ta có thể nghe nhạc và karaoke với công suất là 150W ở trên cái lo chúng ta có ghi. Chạy tối đa là từ 10 đến 150W. Thằng này là made in nè, made in the USA luôn nghe anh em. Made in USA như nhau ha. Tem còn rất là đẹp. Rồi quay ra để gỡ cái lưới đằng trước cho anh em xem luôn nha. Coi cặp lo bass chúng ta như thế nào. Rồi mình sẽ tháo bên trong xem nội thất luôn anh em ơi. Rồi gỡ từ từ ra. Để cái lưới trên luôn đi. Bên dưới không được. Đây được lưới đây. Đây cái lưới hàng lo Boss xịn nè các bạn. Đó, nói không với hàng nháy nha. Đây. Đây để chiếc đó luôn. Thì cái chữ Boss chúng ta là cái tem này bằng kim loại và lưới còn đẹp không rách. Và ở mặt sau của lưới là sẽ có một cái đường keo nó búng ra như thế này, là đầu zin, đầu xịn là như thế. Và ở đây là có một dãy chữ nữa nè. À, rồi cặp lưới chúng ta ok nha nè. Rồi để lưới đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay mặt tiền cái lo cho các bạn xem. Lo chúng ta hình thức gặp bát này là màu xanh đen, màng xanh đen, găng là găng màu vàng nâu nâu đó, găng vàng. Găng này là găng mút nha anh em, găng mút lo zin chưa hai găng hai màng. Đây để mình đây mở đèn lát lên thì tình trạng lo là mình bao cho các bạn con đồ nguyên bản hai chiếc nè. Và chiếc bên đây anh em lưu ý có một cái lằn này, quay cũng khó thấy nha, cái lằn nhỏ xíu nghe nè, cái lằn bằng cái đầu ngón tay mình ở đây nè, nó bị cắn có cái lằn đó. Thì cái điểm đó thì mình nói luôn cho anh em thấy đó, nhìn quan sát tổng là sẽ có một cái lằn này ha. Thì cái này nó chỉ cắn cái lằn cái màng của chúng ta thôi chứ không có bị rách cái màng anh em. Đó, chiếc bên đây là như thế, còn chiếc bên đây thì đẹp zin, đẹp nguyên. Thùng này còn rất là thơm nghe nè. Cặp này hiện tại mình đang bán với mức giá là 4.500.000 đồng, 4.500.000 nha anh em. Găng đồ nó còn khá là ok, không có bị mục nha. Này lo chép. Đó, để quay cái lo trung đằng sau luôn rồi thì mình sẽ tháo cho các bạn xem bên trong luôn. Đây lo trung nè. Đó, zin, mũi zin nghe anh em. Rồi chiếc cuối cùng. Đó, cái lo này thì nằm ở đằng sau, nó quấn cộng hưởng với cái vách tường của chúng ta, cái góc. Thì mình treo mình để đúng kỹ thuật thì tiếng con này quấn rất hay. Tiếng bass lẫn tiếng trung chép. Nói chung dòng này toàn giải. Đó.
cặp lo mình háo bát ở bên trong xem các bạn. Lo này cái đát đồng nhau luôn, 1 2 1 6 1 5 này. Hai một sáu một năm trùng đáp hàng Mexico nghe nè, bót cặp sườn còn đẹp ha, sườn nó không có bị sét đen gì hết á, sườn không bị sét nghe nè, trên cái màn có số nè, đây đó rồi, từ cái này nằm đồng đây đó, số của màn robot thì nó zin có số nha. Rồi mình coi trước cái bên đây. Giờ lên ha. Nè. Cổ nhà anh zin. Lo là mình bắp trung chép chưa qua sửa chữa. Chưa hai găng. Dính dùm cái đây đó. Nè phần chạm dây rồi nè các bạn đó. Bên trong thì hai hùng chúng ta sẽ có một cái tem số seri, hai cái hùng chỉ có một tem nằm bên cái hùng bên đây là bên bên trái hay bên phải gì đó. Và ở trong đây cũng có số nữa các bạn ơi, ở trong cái dắp có cái mộc số nữa. Rồi thì hùng robot 301 CD5 thì mình có là được một bóng đèn, một tụ và một tụ ở đây nữa, phân tầng đơn giản như thế. Bóng đèn thì nó chịu trách nhiệm quá tải thì nó sẽ bảo vệ là nó sẽ đứt bóng đèn. Đây là lo trung đằng sau này các bạn. Ở lo trung ha, lo chép thì nằm bên đây. Ở lo chúng ta là mình bao là bát trung chép chưa qua sửa chữa ha. Đó, hùng giáp bên trong còn sạch đẹp. Rồi tiếp tục cái bên đây. Rồi cái bên đây thì có một điều là cái bát quay lại cái bát này anh em lưu ý có một vết lằn ha. Đó, còn lại thì đồng đều nha. Có một cái vết lằn con zin, găng zin nha anh em, găng còn đẹp và găng nguyên bản ha, không có hay. Rồi lật lại đây. Đó, con nè các bạn, con mình bao zin rồi, anh em cứ yên tâm. Rồi mình sẽ quay lại đằng sau cho các bạn xem. Ở đây có hai dấu chấm chì nha, này mình chấm đây tụ nè, đây hai dấu chấm chì đây nè, một dấu hai dấu nha. Thì đây mình chấm là do mình thấy nó hở cái gì đâu đó, hở gì đâu đó, râu này râu bạc nha anh em. Thì mình giờ là mình thấy cái nó bị răng cái đường tiếp điểm giữa dây râu qua cái lỗ ở đây, ở cái lỗ nằm đó đó, thì cái điểm nói chì á, hàng chì nó bị răng lên, mình chấm lại nghe nè, nó để hạn chế cái tình trạng là nhiều khi mình quýnh lớn nó sẽ lúc ăn lúc không, quýnh nhỏ lúc ăn lúc không, quýnh lớn thì quýnh bình thường. Ở cái màn này anh em lưu ý ha, có một vết lằn nhỏ xíu nên cặp này mình bán giá cũng rất là phải chăng. Hiện tại cặp này bán giá 4,5 triệu. Đó, anh em nào mà chơi được thì alo mình nha anh em. Bên trong hùng còn sạch sẽ đẹp và hùng còn rất là thơm. Ở cái miếng gòn cách âm này cũng còn sạch, màu trắng tinh nè ha. Cái lo chép thì nằm ở đây. Đó, lo chép à. Các bạn nhìn ở sau của 500 có một cái số nữa nha. Đó. Rồi đến trong đây thì cái lo trung thì nằm lúc trong kẹt nên quay không được các bạn. Rồi cặp lo bên trong thì chỉ như thế thôi, tình trạng báo chính xác. Nhấn mạnh lại cho anh em là bát trung chép bao zin, lo bát lo trung lo chép chưa hay con chưa sửa bất cứ cái gì.
hàng riêng mới giá này 4,5 triệu cộng ship. Đặc biệt cặp này hồng dách còn đẹp, lưới căng được còn ngon lành hết luôn.